Cô chào tất cả các em. Mến chúc các em có một buổi học tập vui vẻ. Các em thân mến, mùa thu được xem là mùa đẹp nhất trong năm và vì thế nó trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca. Đã có nhiều tác giả viết về mùa thu bằng những vần thơ hay, chứa chan tình cảm. Chúng ta có thể kể đến Chùm thơ thu với ba bài Thu Vịnh, Thu Điếu, Thu Ẩm nổi tiếng của Nguyễn Khuyến. Trong đó, bài thơ Thu Điếu có cảnh vật rất gần gũi, thân thương, thoáng chút suy tư của một sĩ phu ẩn dật. Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biếc theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Tầng mây lơ lửng, trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co, khách vắng teo. Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Với Xuân Diệu, đây mùa thu tới cũng là lúc lòng ông vọng ngân một nỗi buồn da diết. Rặng liễu điều hưu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Còn Lưu Trọng Lư thì lại lắng nghe tiếng thu qua âm thanh khẽ khàng của chiếc lá thu rơi. Em không nghe rừng thu, lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Và còn nhiều, rất nhiều tác phẩm đặc sắc cho chủ đề thu. Những tác phẩm ấy đã được bạn đọc nhiều thế hệ yêu mến. Mùa thu dường như đã trở nên nàng thơ trong tâm hồn của rất nhiều người. Mùa thu đẹp là thế, nhưng cái khoảnh khắc chuyển tiếp giữa hạ và thu còn khiến lòng ta dễ rung động hơn bao giờ hết. Khi ấy, thu chưa đậm vị, thu vẫn ngập ngừng. Và như thế, lúc chớm thu luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời để cảm nhận khúc giao mùa của đất trời, để thi nhân viết nên những vần thơ tuyệt vời. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã có một thi phẩm rất đặc sắc về bức tranh giao mùa. Đó là bài thơ Sang Thu mà cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiết học này. Cô lưu ý, trong giờ học, các em chú ý nghe cô giảng bài và ghi chép đầy đủ. Ta sẽ ghi bài khi nhìn thấy biểu tượng cây bút và cuốn tập trên màn hình. Giờ đây, cô mời các em mở sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 2 trang 70. Chúng ta vào phần thứ nhất, giới thiệu chung. Phần một nhỏ là tác giả. Đây là chân dung của nhà thơ Hữu Thỉnh. Chúng ta cùng tìm hiểu những nét khái quát về nhà thơ. Nhà thơ Hữu Thỉnh sinh ngày 15 tháng 2 năm 1942. Tên khai sinh là Nguyễn Hữu Thỉnh, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông thuộc lớp nhà thơ trưởng thành trong quân đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1963, Hữu Thỉnh nhập ngũ vào binh chủng tăng thiết giáp, rồi trở thành cán bộ văn hóa tuyên huấn trong quân đội và bắt đầu sáng tác thơ. Ông đã tham gia ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa 3, 4, 5. Từ năm 2004, Hữu Thỉnh là Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Hữu Thỉnh viết nhiều, viết hay về những con người ở nông thôn, về mùa thu. Nhiều vần thơ thu của ông mang cảm xúc bâng khuâng, vấn vương trước đất trời trong trẻo, đang chuyển biến nhẹ nhàng. Thơ của ông mang đậm hồn quê Việt Nam, dân dã, mộc mạc, tinh tế và giàu cảm xúc. Chúng ta sẽ chuyển sang phần số 2 nhỏ về tác phẩm. Bài thơ Sang Thu sáng tác năm 1977, in trong tập thơ Từ Chiến Hào Đến Thành Phố, xuất bản năm 1991. Nhà thơ Hữu Thỉnh kể rằng năm 1977, ông tham gia trại viết văn quân đội ở một làng ngoại ô Hà Nội, nay là Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Đất nước ta lúc đó vừa trải qua chiến tranh, cuộc sống thanh bình đã trở lại. Trong cái mơ hồ phảng phất gió thu
và lá thu đang ngả màu. Nhà thơ đã trèo lên cây ổi chín vàng trong cả một vườn ổi bạt ngàn. Ông cảm nhận không có gì đậm hơn, sánh hơn cái mùi ổi chín, nhất là màu ổi chín vàng nhuốm trong cái nắng vàng của mùa thu giữa một không gian cao vút, sâu thẳm, yên tĩnh. Bài thơ bật lên từ đó, ngay khi nhà thơ còn ngồi trên cành ổi. Những vần thơ được làm trong đầu chứ chưa đụng chạm gì đến giấy bút. Hữu Thỉnh nói, bài thơ hình thành rất nhanh và chính tôi cũng rất lấy làm tâm đắc, nên tôi đã thuộc lòng rồi nhâm nhi đọc suốt buổi không chán. Các em thân mến, lời tâm sự của nhà thơ hình như đã khiến chúng ta háo hức muốn tìm hiểu xem trong bài thơ có điều gì mà làm ông tâm đắc đến thế. Để có lời giải đáp, cô trò chúng ta sẽ bước vào khoảnh khắc giao mùa trong phần số 2 lớn đọc hiểu văn bản. Khi đọc bài thơ này, các em chú ý đọc với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, cảm xúc, thể hiện sự rung động trước cảnh sắc thiên nhiên. Riêng hai câu thơ cuối, chúng ta đọc với giọng trầm lắng, suy tư. Cô sẽ đọc mẫu một lần và ở nhà thì các em nhớ tập đọc cho tốt. Sang thu, bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Mùa thu năm 1977. Quan sát văn bản, ta dễ dàng nhận thấy tác phẩm được viết theo thể thơ 5 chữ. Về mạch cảm xúc trong bài thơ, thì từ cảm nhận về những chuyển biến của thiên nhiên đất trời sang thu, nhà thơ thể hiện suy ngẫm về mùa thu của con người, của cuộc đời. Dựa trên mạch cảm xúc đó, ta dễ dàng nhận thấy bài thơ có hai ý chính. Thứ nhất là làng quê đất trời sang thu. Thứ hai là suy ngẫm của nhà thơ. Đây cũng là cơ sở để chúng ta tìm hiểu vẻ đẹp về nghệ thuật và nội dung của bài thơ. Chúng ta tiếp tục bước sang phần phân tích. Ý thứ nhất, làng quê đất trời sang thu. Chúng ta nhìn vào khổ thơ thứ nhất. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Sang thu ở đây có nghĩa là chớm thu, là lúc thiên nhiên giao mùa. Mùa hè vẫn chưa hết mà mùa thu đã có những tín hiệu đầu tiên. Nhà thơ đã ghi lại những dấu hiệu ấy trong khổ thơ đầu. Khi nhận thấy những tín hiệu đầu tiên của mùa thu, dường như trong lòng người có chút xao động. Vì vậy, trong phần này, các em cần chú ý đến những biến đổi trong cảnh vật và trong cảm xúc của nhân vật trữ tình. Từ bỗng diễn tả sự đột ngột bất ngờ. Nhà thơ như có chút bàng hoàng, ngạc nhiên khi cảm nhận được tín hiệu đầu tiên của mùa thu từ một làn hương quen thuộc. Đó là hương ổi. Mùi hương ấy không hòa quyện mà phả vào trong gió. Phả có nghĩa là bốc mạnh và tỏa ra từng luồng. Gió se là thứ gió nhẹ, khô và se se lạnh, còn gọi là gió heo may. Cùng với hương ổi, gió se cũng là đặc trưng riêng biệt của mùa thu ở miền Bắc. Hữu Thỉnh đã không tả mà chỉ gợi. Câu thơ đem đến cho người đọc một sự liên tưởng thú vị. Tại vườn tược quê nhà, những quả ổi chín vàng trên các cành cây, kẽ lá, tỏa hương thơm nức, thoảng bay trong gió. Chỉ một từ phả thôi cũng đủ gợi được độ sánh của hương thơm. Sánh lại bởi làn hương rất đậm và còn sánh lại bởi gió se lạnh.
Gió đưa hương hay hương tỏa trong gió? Có lẽ thật khó lý giải điều này cho rõ ràng. Chỉ có thể chắc rằng việc nhận ra chút hương thu từ mùi ổi chín trong làn gió heo may là cảm nhận tinh tế của một người sống giữa đồng quê. Nếu trước đây, trong thơ ca cổ điển, mùa thu thường hiện ra qua các hình ảnh ước lệ như ngô đồng, rặng liễu, lá vàng mơ phai, mùa thu vàng hoa cúc, thì hữu thỉnh lại bắt đầu bằng hương ổi. Đó là một hình ảnh, một tứ thơ khá mới mẻ với thơ ca viết về mùa thu. Nhưng đó lại là một tín hiệu vô cùng bình thường, quen thuộc, dân dã và gần gũi đối với mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân miền Bắc mỗi độ thu về. Nhà thơ đã đem đến cho ta tín hiệu đầu tiên của mùa thu rất dân dã mà thi vị. Ông đã phát hiện một nét đẹp đáng yêu của mùa thu nông thôn ở đồng bằng Bắc Bộ. Ta bỗng thắc mắc, ở làng quê miền Bắc vào mùa thu có biết bao hương vị thiên nhiên như hương cốm, hương hoa, nhưng tại sao tác giả lại chọn hương ổi? Các em biết không, hương ổi đã gắn liền với bao kỷ niệm của thời thơ ấu, là mùi vị của quê hương đã thấm đẫm trong tâm tưởng nhà thơ. Và cứ mỗi độ thu về thì nó lại trở thành tác nhân gợi nhớ. Chính nhà thơ Hữu Thỉnh đã tâm sự. Giữa trời đất mênh mang, giữa cái khoảnh khắc giao mùa kỳ lạ, thì điều khiến cho tâm hồn tôi phải lay động, phải giật mình để nhận ra chính là hương ổi. Với tôi, thậm chí là với nhiều người khác, dù không làm thơ, thì mùi hương đó vẫn gợi nhớ đến tuổi ấu thơ, gợi nhớ đến buổi chiều vàng với một dòng sông thanh bình, một con đò lững lờ trôi. Những đàn trâu bò no cỏ giỡn đùa nhau và những đứa trẻ ẩn hiện trong triền ổi chín ven sông. Nó giống như mùi bờ bãi, mùi con trẻ. Hương ổi tự nó đi thẳng vào những miền thơ ấu thân thiết trong tâm hồn chúng ta. Mùi hương đơn sơ ấy lại trở thành quý giá vì nó đã trở thành chiếc chìa khóa vàng mở thẳng vào tâm hồn mỗi con người, thậm chí có khi là cả một thế hệ. Hương ổi ấy, cơn gió heo may đầu mùa se lạnh ấy, chính là sứ giả của mùa thu. Nó như vô hình và đã đến rất nhẹ nhàng, rất khẽ khàng. Khẽ đến mức chỉ một chút vô tình thôi là ta có thể làm vụt mất. Chỉ một chút vô tình là ta có thể không nhận ra, không hay biết. Và ngay cả Hữu Thỉnh cũng chỉ vừa mới bỗng nhận ra, cứ như là chưa đủ tin, chưa đủ sức thuyết phục. Nếu hai câu đầu diễn tả cái cảm giác chưa hẳn đủ tin, thì đến hình ảnh sương trùng trình, cái cảm giác mơ hồ ấy lại càng mơ màng hơn. Không phải là màn sương dày đặc, mịt mù như trong câu ca dao quen thuộc miêu tả cảnh Hồ Tây lúc ban mai. Mịt mù khói tỏa ngàn sương. Sương trùng trình qua ngõ. Trùng trình là cố tình chậm lại. Nhà thơ đã nhân hóa màn sương bằng từ láy trùng trình, khiến cho sương thu chứa đầy tâm trạng. Nó như cô thiếu nữ đang chờ đợi ai, hay đang lưu luyến điều gì, hay cô gái ấy cố tình chậm lại, làm duyên làm dáng khi đi qua con ngõ nhỏ nhà ai. Câu thơ lắng đọng, đan xen nhiều cảm xúc. Hình ảnh con ngõ nhà thân quen nơi làng quê với những làn sương mỏng, răng mắc nhẹ nhàng, mềm mại, mờ ảo lại càng gợi trong lòng bạn đọc chút lãng đãng, bâng khuâng, rất đỗi dịu dàng, mơ hồ, dường như có, lại dường như không, nhưng chắc chắn rất thân thương, quen thuộc. Chút sương thu thật diệu kỳ, nó làm cho khí trời chớm thu trở nên mát mẻ, dịu dàng và cảnh vật lúc sang thu càng mơ mộng, huyền ảo, thong thả, bình yên. Có thể nói, bằng các giác quan, khứu giác, thị giác, xúc giác, nhà thơ đã cảm nhận những tín hiệu đầu tiên của mùa thu, đó là hương ổi, gió se và sương thu.
Những hình ảnh ấy thật bình dị, quen thuộc mà có sức gợi cảm rất lớn trong lòng người. Vậy mà nhà thơ vẫn còn dè dặt, hình như thu đã về. Sao lại là hình như chứ không phải là chắc chắn? Phải chăng do các tín hiệu đầu tiên của mùa thu đều là những sự vật vô hình? Một làn hương, một cơn gió, một màn sương, một chút nghi hoặc, một chút bâng khuâng, không thật rõ ràng. Đúng là trạng thái cảm xúc trong thời điểm giao mùa. Thu đến nhẹ nhàng quá, mênh mang và mơ hồ quá. Thế nên nó để lại cảm giác ngạc nhiên đến ngỡ ngàng và sự rung động tinh tế trong tâm hồn nhà thơ trước cảnh sang thu của làng quê. Các em ạ, trong khổ thơ đầu này, tác giả đã chọn rất nhiều từ ngữ, hình ảnh gợi cảm để ghi lại cảnh làng quê sang thu rất nhẹ nhàng, mờ ảo với không gian dịu mát, mơ màng và ngan ngát hương thu. Đằng sau không gian làng quê sang thu ấy, ta cảm nhận được tâm hồn nhạy cảm của một con người tha thiết yêu quê hương, yêu cuộc sống. Đó là tâm trạng ngạc nhiên, cảm giác ngỡ ngàng, bâng khuâng lúc sang thu. Tâm trạng ngạc nhiên, cảm giác ngỡ ngàng, bâng khuâng ấy đã thúc giục nhà thơ viết tiếp những rung động của mình. Vâng, sau giây phút ngỡ ngàng và khe khẽ mừng vui đầu tiên ấy, cảm xúc của thi sĩ tiếp tục lan tỏa, mở ra trong cái nhìn xa hơn, rộng hơn. Cô mời các em tìm hiểu tiếp khổ thứ hai của bài thơ. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Bức tranh mùa thu được cảm nhận bởi sự thay đổi của đất trời theo chiều chuyển động từ hạ sang thu, nhẹ nhàng mà rõ rệt. Thiên nhiên sang thu đã được cụ thể bằng những hình ảnh như sông rành ràng, chim vội vã, đám mây vắt nửa mình. Như thế, thiên nhiên đã được quan sát ở một không gian rộng hơn, nhiều tầng bậc hơn. Và bức tranh sang thu từ những gì vô hình như hương ổi, gió se chuyển sang nét hữu hình, cụ thể. Từ không gian nhỏ hẹp của con ngõ nhà đã chuyển sang một không gian vừa dài rộng, vừa vời vợi, cao xa. Tác giả cảm nhận sang thu bằng cả tâm hồn. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã. Bằng phép nhân hóa đặc sắc, nhà thơ đã rất tài hoa ghi lại đổi thay của cảnh vật. Đầu tiên là dòng sông quê hương nơi vùng đồng bằng Bắc Bộ. Sông như thong dong, uốn lượn giữa ruộng đồng vào những ngày giao mùa. Lúc này, nước sông êm đềm, nhẹ nhàng, trôi lững lờ chứ không ào ạt chảy xiết như sau những cơn mưa mùa hạ. Trái ngược với vẻ khoan thai của dòng sông là sự vội vàng của những cánh chim di trú về phương Nam. Không gian trở nên xôn xao bởi tiếng đập cánh của đàn chim trời trong buổi hoàng hôn. Câu thơ tuy không ghi lại âm thanh nhưng lại gợi được sự chuyển động của sự vật. Đặc biệt, tác giả còn ghi nhận được thần thái, linh hồn của sự vật qua các phó từ như được lúc, bắt đầu. Cái rình ràng của dòng sông không chỉ gợi ra vẻ êm dịu của bức tranh thiên nhiên mùa thu, mà còn mang đầy tâm trạng của con người như cố tình chậm lại, cố tình trễ nải. Các tác giả dùng từ được lúc cứ như một con người đang biết tận dụng cơ hội để được nhẩn nha, thong thả. Có vẻ như dòng sông vừa chảy lại vừa ngẫm ngợi, nghĩ suy về những trải nghiệm trong cuộc đời. Cái vội vã của đàn chim thiên di không chỉ là bản năng mà còn là một hoạt động có ý thức, bắt đầu. Chúng vội vã di chuyển vì tiết trời sang thu đã trở gió, trở lạnh. Hai câu thơ đối nhau rất nhịp nhàng, dựng lên hai hình ảnh đối lập.
sông dưới mặt đất, chim trên bầu trời, sông rình ràng chậm rãi, chim vội vã lo lắng. Đó là sự khác biệt của vạn vật trên cao và dưới thấp trong khoảnh khắc giao mùa. Nhà thơ đã gợi ra tốc độ và chiều chuyển động của thiên nhiên, của sự vật để tạo ra một bức tranh mùa thu đang về thật sinh động, nhiều sắc thái, có những nét dịu êm, nhẹ nhàng, lại có nét hối hả, vội vã. Đất trời mùa thu như đang chuyển mình để thay áo mới, và cả bầu trời mùa thu cũng có sự thay đổi. Có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Trong thơ ca Việt Nam có không ít những vần thơ nói về đám mây trên bầu trời thu. Với Nguyễn Khuyến thì tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt. Với Huy Cận thì lại là lớp lớp mây cao đùn núi bạc. Ở đây, Hữu Thỉnh dùng động từ vắt để diễn tả trạng thái của đám mây trong thời điểm giao mùa. Nó như tự kéo dài ra, bồng bềnh trôi như tấm lụa mềm treo lơ lửng giữa bầu trời trong xanh, cao rộng. Dường như trên đám mây đó vẫn còn lại một vài tia nắng ấm của mùa hạ, nên mới vắt nửa mình sang thu. Đám mây vắt lên cái ranh giới mỏng manh, vô hình và ngày càng bé dần đi. Rồi đến một lúc nào đó, không còn nữa, để cả không gian và đám mây mùa hạ hoàn toàn nhuốm màu sắc thu. Nhưng trong thực tế, làm gì có đám mây nào như thế? Vì ta đâu dễ nhìn thấy được sự phân chia rạch ròi của đám mây mùa hạ và thu. Đó chỉ là một sự liên tưởng thú vị, một trí tưởng tượng phong phú của một hồn thơ tinh tế, nhạy cảm và độc đáo. Sự liên tưởng ấy không những mang đến cho người đọc một hình ảnh đầy chất thơ, mà còn lắng đọng nỗi bâng khuâng trước vẻ đẹp dịu dàng, êm mát của mùa thu. Có lẽ đây là hai câu thơ hay nhất trong sự tìm tòi, khám phá của Hữu Thỉnh về khoảnh khắc giao mùa. Cả ba hình ảnh trên là tín hiệu lúc thu sang trong một không gian ba chiều. Chiều cao với những cánh chim thiên di, chiều rộng với đám mây lững lờ trôi trên bầu trời mênh mang, và chiều dài với dòng sông rình ràng chậm chạp. Phải chăng có một mối đồng cảm giữa con người với thiên nhiên đang vào thu? Dòng sông, đàn chim, đám mây đều được nhân hóa với tốc độ chuyển động nhanh chậm khác nhau, với trạng thái và thần thắc và thần sắc khác nhau, khiến cho bức tranh giao mùa từ hạ sang thu ở đồng bằng Bắc Bộ càng sinh động, lãng mạn, hữu tình và rất riêng biệt, không thể lẫn với bất kỳ khúc giao mùa nơi một miền nào khác. Qua cách cảm nhận ấy, ta thấy Hữu Thỉnh không chỉ có một hồn thơ nhạy cảm, yêu thiên nhiên tha thiết, mà còn rất giàu trí tưởng tượng bay bổng. Chúng ta ghi nhận bức tranh giao mùa từ hạ sang thu ở đồng bằng Bắc Bộ sinh động, lãng mạn, hữu tình, riêng biệt. Và đằng sau đó là tâm hồn nhạy cảm, là trí tưởng tượng phong phú của nhà thơ. Các em thân mến, nếu ở khổ thơ đầu, nhà thơ ngỡ ngàng, bâng khuâng khi bắt gặp tín hiệu đầu tiên của mùa thu ở những sự vật vô hình, hương ổi, gió se, sương thu. Và sang khổ thứ hai, ông cảm nhận bước đi của mùa thu đang đến rõ hơn với những sự vật hữu hình, dòng sông, đàn chim, đám mây. Trong một không gian rộng lớn hơn, thì đến khổ thơ cuối, những dấu hiệu sang thu còn thể hiện trong những suy tư, ngẫm nghĩ của nhà thơ về chuyển biến của thiên nhiên, của thời tiết. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục qua khổ cuối của bài thơ.
Vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Nhà thơ đã chọn và liệt kê những sự vật, hiện tượng. Nhà thơ đã chọn và liệt kê những sự vật và hiện tượng thiên nhiên rất quen thuộc với quy luật vận động riêng để tiếp tục mạch cảm xúc của mình. Nắng, mưa, sấm, hàng cây. Phép đảo ngữ trong hai câu thơ đầu đã nhấn mạnh những đổi thay của mưa nắng lúc chuyển mùa. Vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa. Nắng vẫn vàng ươm nhưng đã trong và dịu hơn cái nắng chói chang, gay gắt mùa hạ. Mưa đã vơi nhiều so với những cơn mưa bong bóng kéo dài của mùa hạ. Vơi dần không chỉ là ít mưa đi mà còn là mưa ít nước đi. Một loạt từ chỉ trạng thái, mức độ, còn, bao nhiêu, vơi dần, bớt. Rồi những phó từ như vẫn, đã, cũng, kết hợp tài tình với những hiện tượng tự nhiên, nắng, mưa, sấm, để diễn tả những đổi thay về tính chất của các hiện tượng này. Hai chữ bao nhiêu thường hướng về một cái gì đong đếm được, nhưng sắc nắng thì làm sao có thể cân đo? Cũng như mưa có vơi dần, dù biết là có vơi, nhưng vơi đến mức nào thì ai có khả năng xác định? Và vì mưa đã vơi nên sấm chớp cũng bớt dữ dội, bớt bất ngờ. Nhưng cái sự bớt ấy cũng không thể định lượng cho rõ ràng. Tất cả chỉ là ước lượng mà thôi, không có gì là chừng mực, cố định cả. Cách nói mơ hồ của nghệ thuật khác hẳn với khoa học ở chỗ này. Nhưng cái hay ở đây là chính sự mơ hồ ấy lại có khả năng diễn tả rất rõ rệt những chuyển biến bên trong của các sự vật. Của các hiện tượng lúc chuyển mùa. Phải thật chú ý, phải để lòng mình bắt nhịp với thiên nhiên mới cảm nhận được điều đó. Đó là sự tinh tế trong cảm nhận của nhà thơ. Đặc biệt, hình ảnh nhân hóa hàng cây đứng tuổi trong câu thơ cuối còn gợi lên một liên tưởng khác. Cuối hạ, đầu thu, khi những cơn mưa xối xả đã vơi dần đi, thì sấm cũng bớt bất ngờ và dữ dội. Nó không còn đột ngột, đùng đoàng, rền vang cùng với những tia chớp sáng lè như xé rách cả bầu trời trong những trận mưa bão mùa hè. Thế nên, hàng cây đứng tuổi là hàng cây đã đi qua bao cuộc chuyển mùa, đã từng trải bao sấm chớp, chắc cũng đủ trải nghiệm để có thể điềm nhiên trước những âm thanh ấy. Rõ ràng là cảnh vật thay đổi, thời tiết cũng thay đổi. Tất cả vẫn còn nhiều dấu hiệu của mùa hè, nhưng giảm dần mức độ, cường độ để rồi lặng lẽ vào thu qua con mắt quan sát và cảm nhận tinh tế của tác giả. Như vậy, chúng ta thấy trong khổ thơ này, tác giả đã thể hiện những đổi thay bên trong của vạn vật sang thu. Và qua đó, chúng ta càng nhận thấy tâm hồn nhạy cảm rất tinh tế của tác giả. Các em thân mến, có thể nói Hữu Thỉnh đã rất tài tình khi diễn tả những chuyển biến của làng quê, đất trời ở đồng bằng Bắc Bộ lúc sang thu. Nhà thơ chứng kiến và hiểu thấu những thay đổi từ vô hình đến hữu hình, từ mơ hồ đến rõ rệt của thiên nhiên. Cứ như là chính ông đang cùng với thiên nhiên chuyển mùa vậy. Và vì thế, ông đã viết nên những vần thơ tuyệt diệu về khoảnh khắc giao mùa. Nhưng các em biết không, đằng sau sự tuyệt vời về bức tranh thiên nhiên ấy còn có một bí mật nữa. Đó là điều gì vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bí mật ấy qua một lớp nghĩa khác
trong hai câu cuối của bài thơ. Cô mời các em sang ý thứ hai, suy ngẫm của nhà thơ. Sấm cũng bớt bất ngờ, trên hàng cây đứng tuổi. Vẫn là những sự vật quen thuộc mà ta từng biết. Nhưng hình ảnh sấm và hàng cây đứng tuổi không chỉ mang nghĩa tả thực mà còn mang ý nghĩa ẩn dụ. Ý nghĩa đó gợi cho ta những liên tưởng. Sấm là những vang động, những biến động bất thường của ngoại cảnh của cuộc đời. Hàng cây đứng tuổi là hình ảnh về những con người đứng tuổi, từng trải, đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. Giọng thơ trầm hẳn xuống, câu thơ không còn đơn thuần là giọng kể, mà là sự cảm nhận, là suy nghĩ, chiêm nghiệm về đời người. Nhìn cảnh vật biến chuyển khi thu mới bắt đầu, hữu thỉnh nghĩ đến cuộc đời con người khi đã đứng tuổi. Đó là con người đã trải qua bao biến chuyển, thăng trầm trong cuộc sống. Họ đã trải qua những tháng ngày thanh xuân phơi phới của tuổi trẻ. Họ cũng đã đi qua mùa hạ cuộc đời với bao khó khăn, thử thách từ cuộc sống. Và phải chăng khi bước vào mùa thu của cuộc đời, lòng người có thể vẫn còn nhiều mong muốn, ước vọng, nhưng thần thái đã đằm thắm, chừng mực hơn hẳn. Mùa thu đời người là sự khép lại của những tháng ngày sôi nổi với những nông nổi bất định của tuổi trẻ và mở ra một mùa mới, một không gian mới, yên tĩnh, trầm lắng, suy tư, chiêm nghiệm. Và vì thế, con người sang thu trở nên bình tĩnh, điềm đạm, chín chắn hơn trước những biến cố của cuộc đời. Và vì thế, con người sang thu trở nên chín chắn đến tận cảm xúc trước những biến cố chấn động của cuộc đời. Vậy là sang thu đâu chỉ là sự chuyển giao của đất trời mà còn là sự chuyển giao trong cuộc đời mỗi con người. Hữu thỉnh đã rất đỗi tinh tế, nhạy bén trong cảm nhận và liên tưởng. Chính vì vậy, những vần thơ của ông có sức lay động lòng người mãnh liệt. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung nghệ thuật của bài thơ. Giờ đây mời các em sang phần tổng kết. Thứ nhất là về nghệ thuật. Các em thân mến, mùa thu không của riêng ai và ai cũng có thể rung động trước cảnh thu đẹp. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể viết hay về mùa thu. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã rất thành công khi ghi lại xúc cảm của mình trong một thoáng sang thu. Bài thơ là một đặc sắc về nghệ thuật trong việc vận dụng ngôn từ. Bắt đầu từ thể thơ 5 chữ, thể hiện một cách cảm, cách nghĩ, cách diễn đạt mới mẻ, hàm xúc, lắng đọng và hồn nhiên lại rất nhẹ nhàng. Thứ đến là việc vận dụng linh hoạt và tài hoa những từ ngữ công cụ, từ lấy, phó từ, từ chỉ mức độ. Việc lựa chọn hình ảnh để biểu đạt cảm xúc rất riêng biệt của tác giả. Ông đã lựa chọn những hình ảnh, những sự vật rất bình dị, rất đời thường nhưng lại có sức gợi cảm rất tốt. Các biện pháp tu từ, nhân hóa, ẩn dụ lại khiến cho cảnh vật trở nên sống động, có hồn. Có thể nói, sang thu thể hiện một bút pháp nghệ thuật thanh, nhẹ, tài hoa, diễn tả những cảm nhận, những rung động man mác, bâng khuâng của tác giả trước vẻ đẹp và sự biến đổi kỳ diệu của thiên nhiên lúc chớm thu. Qua những biện pháp nghệ thuật ấy, cảnh sắc mùa thu nơi làng quê đồng bằng Bắc Bộ hiện lên thật sinh động, nên thơ, với những chuyển biến nhẹ nhàng mà rõ rệt, êm dịu, trong sáng và thanh bình biết bao. Bài thơ còn là suy ngẫm về mùa thu của cuộc đời mỗi con người. Có thể nói, bài thơ là một tiếng lòng trang trải gửi gắm bao tình yêu mùa thu của quê hương đất nước, một tiếng thu nồng hậu, thiết tha.
Các em hãy ghi nhận những ý chính về nghệ thuật và nội dung của bài học. Các em thân mến, cùng với nhà thơ trong dòng cảm xúc về mùa thu, chúng ta hãy nghe một đoạn bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội với giai điệu thiết tha và hình ảnh những sự vật quen thuộc, gần gũi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rất yêu mến. Hà Nội mùa thu nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nở. Hà Nội mùa thu. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua hồ Tây chiều. Trả lời cho tôi sẽ có một ngày từ con đường nhỏ trả lời cho tôi. Các em thân mến, chúng ta sẽ bước sang phần luyện tập. Bài tập số 1. Các em hãy sưu tầm một số bài thơ có cùng chủ đề với bài thơ Sang Thu mà chúng ta vừa học. Các em thấy là có rất nhiều thơ về lúc giao mùa từ hạ sang thu, hoặc thơ về mùa thu của nhiều tác giả, kể cả tác giả hữu thỉnh. Các em có thể tìm từ các nguồn như trong sách, trong báo hoặc trên mạng Internet. Bài tập số 2. Em hãy trình bày cảm nhận về bức tranh thu qua hai đoạn thơ sau. Đoạn 1. Bỗng nhận ra hương ổi, phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về, sang thu, hữu thỉnh. Đoạn 2. Cơn mưa rào cuối hạ đã đi qua, trời hửng nắng, heo may về nhẹ nhẹ, sắc vàng tươi trải dài trên con phố, xào xạc lá rơi, Hà Nội thu sang, nỗi nhớ mùa thu của Hoàng Minh Tuấn. Cô gợi ý, khi làm bài tập số 2 này, các em cần viết thành một bài tập làm văn có bố cục 3 phần. Trong phần thân bài, các em có thể phân tích từng khổ thơ để thấy rõ vẻ đẹp của từng bức tranh thu riêng biệt. Sau đó, chúng ta so sánh cách thể hiện của hai tác giả về cùng một đề tài để thấy được nét độc đáo trong cảm nhận của từng nhà thơ. Thì cô nhắc các em một lần nữa, chúng ta nhớ ghi chép bài cho đầy đủ, học bài, làm bài tập và ghi vào đầy đủ vào trong vở. Các em yêu quý, trong một giờ học ngắn ngủi, chúng ta đã cùng chia sẻ những rung động rất tinh tế của nhà thơ hữu thỉnh về mùa thu. Chúng ta cũng được thưởng thức bức tranh thu rất đẹp, rất nên thơ
ở Đồng bằng Bắc Bộ. Cô hy vọng nhờ đó các em sẽ làm giàu thêm tâm hồn mình bằng tình yêu quê hương đất nước. Chúc các em luôn bình an, mạnh khỏe để học tập tốt. Thân mến chào tất cả các em.